đường quốc lộ mà. Hello mọi người nha, mình nay mình làm cái clip thôn 5 Lộc Nam này, mặt tiền là 180 m mặt tiền đường quốc lộ 55 nha, 2H6. Cái diện tích ô mặt tiền này là 2H6, đất sầu riêng, nhìn toàn cảnh luôn. Đây sầu riêng đây, từ mép đường vào giật vào đó, hết quả đồi đất triền nha, có nhà ở đầy đủ luôn nè. Diện tích 2H6 nha mọi người. Đây đường ngoài nhà đây, ô mặt tiền đường này đây, 180 m mặt tiền đường quốc lộ 55. Phun sầu riêng nha, sầu riêng này trồng mười mấy gần 20 năm rồi, thu hoạch mạnh luôn rồi. 2H6 sầu riêng này thì thu hoạch khá là nhiều. Ôm lên đây luôn, sầu riêng ôm lên đây luôn này, ôm lên triền đây. Cái đoạn này nó hơi dốc nhưng mà người ta trồng sầu riêng hết rồi. Đây đường vào nhà đây, đường xe hơi vào nhà nha. Nhà rất đẹp luôn, 400 m thổ cư. Sầu riêng, mít, bơ, chuối. Nhìn qua hết kia kia luôn này, hết cái đồi nó luôn, 2H6 luôn nha mọi người. Đứng trên này thì để cho mọi người nhìn bao quát hết khu vực. Nhìn vậy rất là rộng nha, cực kỳ rộng. Nhà cấp 4, đẹp, sạch sẽ. Đây luôn, ôm triền xuống. 2H6. Năm nay ước lượng năm nay tầm 30 tấn. 30 tấn sầu riêng. Dạ. Chi phí hết luôn rồi đó ha. Lớn có, nhỏ có ha. Đúng rồi. Cây lớn được 56 cây thôi. Lớn là 56 cây. Thì 56 cây lúc nào mà thất mùa thì chắc mình cũng được 8 tấn. Rồi là thất mùa là dịch vụ như vừa rồi đó. Dạ. Dịch vụ là 8 tấn. Dạ. Còn bình thường là mình tầm hơn 12, 13 tấn là bình thường. Dạ. Thì cái đó là chỉ có 56 cây thôi đó. 56. Còn năm nay là cái vàng to rồi nè. Cái vàng này mình nhỏ nè. Dạ. Vàng này mình chưa cho trái nè. Dạ. Đó nhìn thấy cây của này mà chưa cho trái là biết rồi chứ. Ừ, cây này thì tầm 3 năm hơn. Đó, cái vàng này là mình không cho trái. Còn cái vàng mình cho trái là cây to hơn. Hết luôn thì khoảng bao nhiêu cây sầu riêng nè? Hết luôn. To nhỏ lớn bé hiện giờ à. Cái vàng vàng đó vậy. Dạ. Chắc chừng cỡ gần 700 cây á. 700 cây. Lớn nhỏ 700 cây. Chưa còn, kịp. Còn cái dạng mà cũng được trồng nó trồng thêm như không tính. Cái dạng kia nó là mình tới 350 cây cho thu rồi. À bây giờ chuẩn bị là tổng cộng là 350 cây cho thu đúng không? Đúng rồi. Ở dưới này còn một miếng 8 sào, 4 tỷ, 4 tỷ rương. Lô này nằm ngay thôn 5 Lộc Nam nha mọi người. Thôn 5 Lộc Nam, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Khu vực này thì trồng sầu riêng rất là tốt này. 700 cây sầu riêng nha, lớn nhỏ, chuẩn bị cho thu hoạch là 350 cây. 64 cây lớn, một vụ cho thu 30 tấn. Ôm mặt tiền 180 m mặt tiền đường nhựa nè. Đây. Nhà cấp 4, điện nước đầy đủ, 400 m thổ cư. Khu vực này thì quá tuyệt vời rồi. Sầu riêng, bơ này bơ không có tư hết hả anh? Không có tư, bị. Không có tư có, bút có. À. Đang cho nghỉ nha. Cho nghỉ hả? Những cái này vừa mới thu cái đây ta tháng nữa làm sao để bông lại. À. Không
Vườn này đá nhiều nha, nhưng mà cây cây rất là xanh tốt luôn. Cây xanh um mà. Trồng được gần 1.000 cây sầu riêng. Bơ thì khỏi nói luôn, bơ thì ngút ngàn, chuối. Đây, bơ đây. Sầu riêng ôm dài lên mặt đường nhựa. Nước quanh năm luôn. Đấy, sầu riêng hết lên, ôm hết lên cái đồi đó. Sầu riêng nhỏ nhất là 3 năm mấy à. Đây, sầu riêng lớn đây. Đang cho ra hoa này. Cây rất là to. Đặt ống bé tứ tự động hết rồi. Sầu riêng lớn. À, cái diện tích 2 hectare 6 này giá trị nó cao là do là nó ôm mặt tiền đường quốc lộ 55 là 180m. À, và là sầu riêng rất là nhiều. Đó. À, sầu riêng nó gần 1.000 cây thì cho thu hoạch mạnh hết rồi. Thì cái vị trí đắc địa cho nên là giá thì nó hơi căng chút. Giá chủ nhà nó đưa ra là 22 tỷ nghe mọi người. Thôn 5 Lộc Nam nha. Đây thì nước quanh năm rồi. Mọi người thì cần liên hệ cho mình để sở hữu một cái vườn trái cây, nói chung là khá là đẹp. Vườn trái cây rất là tốt luôn. Một năm thu hoạch 30 tấn một năm. Nếu mà thu hoạch, nếu mà sau này thì khoảng tầm 2 năm nữa thu hoạch mạnh luôn, hết luôn thì nó tầm rơi vào. Hiện tại thì năm nay thì thu hoạch 350 cây. Thì tổng của nó là gần 1.000 cây. Thì nếu thu hoạch hết luôn thì nó tầm rơi vào trên 60 tấn một năm. Chưa kể bơ và nhiều loại trái cây khác. Thì kinh tế khá là vững. Vườn rất là sạch đẹp nha. Mọi người cần thì liên hệ cho mình. Phía trên đó là đường quốc lộ 55, 180m. Có nhà cấp 4 sạch sẽ đẹp. Điện nước đầy đủ, 400m thổ cư. Sầu riêng trước mặt hết luôn.